Thưa quý vị, ngày 22 tháng 2 vừa qua, hãng xe Ford đã chính thức ra mắt toàn cầu mẫu xe Ranger Raptor thế hệ mới, được tạo ra để chiếm thế thượng phong trên sa mạc, làm chủ những ngọn núi và thống trị mọi địa hình khác. Thế hệ thứ hai của Ranger Raptor đã đưa khả năng vận hành off-road lên một tầm cao mới và dành riêng cho những tay đam mê off-road. Ranger Raptor thế hệ mới có khung gầm thiết kế riêng biệt, một loạt các thanh và tấm gia cố đặc biệt cho các yếu tố như trụ xe, thùng xe và bánh dự phòng, cũng như các khung đặc biệt cho cụm cao su giảm chấn, khung treo và giá đỡ giảm sốc sau để chắc chắn là Ranger Raptor có thể đảm nhiệm những điều kiện off-road khắc nghiệt nhất. Cánh tay đòn phía trên và dưới của hệ thống treo làm bằng hợp kim nhôm nhẹ mà cứng. Hệ thống treo trước và sau có hành trình dài và treo sau kết nối đa điểm kiểu Wax đã được thiết kế và tinh chỉnh để kiểm soát xe dễ dàng hơn khi vượt qua các địa hình xấu ở tốc độ cao. Song hành với khả năng vận hành vượt trội của Ranger Raptor là một thiết kế hoàn toàn mới. Điểm nhấn tạo nên dáng vẻ rộng ngang của chiếc xe bán tải là vòm bánh xe vòng ra ngoài, đèn pha hình C đặc trưng của xe tải Ford. Dòng chữ Ford to bản trên lưới tản nhiệt và cản trước được thiết kế tách biệt với lưới tản nhiệt. Đèn chiếu sáng trước Matrix LED với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, bao gồm tính năng điều chỉnh hướng chiếu sáng tự động, đèn pha chống chói và tự động điều chỉnh cân bằng động. Hộc bánh xe nhô rộng ra ngoài phù hợp với thiết kế vành Bedlock 17 inch cơ bắp và lốp đa địa hình BF Goodrich KO2. Ở phía sau, đèn hậu LED hòa hợp với thiết kế đặc trưng với phía trước, trong khi cản sau màu xám được tích hợp bật bước và thanh kéo được đặt cao, giúp tăng cường góc thoát của chiếc xe bán tải này. Bên trong, thiết kế nội thất tiếp tục nhấn mạnh vào khả năng vận hành off-road và năng lượng lan tỏa của ngoại thất. Cabin với ghế thể thao hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ máy bay phản lực ở cả phía trước và phía sau, không chỉ thoải mái hơn mà còn hỗ trợ tốt hơn khi vào cua tốc độ cao. Bảng điều khiển với các điểm nhấn tông màu cam, vô lăng thể thao bọc da cao cấp có điểm đánh dấu vị trí 12 giờ và lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng bằng magie đúc. Ranger Raptor có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, độ phân giải cao và màn hình cảm ứng trung tâm 12,1 inch. Hệ thống giải trí và kết nối SYNC 4A thế hệ mới của Ford hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây Apple và Android. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 8 loa cung cấp nhạc nền cho chuyến phiêu lưu tiếp theo của bạn. Ranger Raptor thế hệ mới được trang bị động cơ xăng 3.0 lít EcoBoost V6 Twin Turbo với công suất 392 mã lực và 583 Nm mô men xoắn tại vòng tua 3.500 vòng một phút. Phiên bản động cơ dầu 2.0 lít Biturbo cũng sẽ được bán ở một số thị trường khi xe được giới thiệu vào năm 2023. Chi tiết sẽ được công bố tại từng thị trường vào thời điểm ra mắt. Kết hợp cùng với hộp số 10 cấp, động cơ mới trên Ranger Raptor có khả năng tăng tốc dễ dàng trên mọi loại địa hình. Xe có 7 chế độ lái để bạn lựa chọn, bao gồm cả chế độ Baja để đi off-road tốc độ cao. Ở chế độ Baja, các hệ thống điện tử được xác định cấu hình để đạt hiệu suất cao nhất. Lần đầu tiên, Ranger Raptor được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiên tiến với hộp số phụ trang bị 2 tốc độ hoàn toàn mới được điều khiển bằng điện cùng kết hợp với chức năng khóa vi sai ở cầu trước và cầu sau. Đây là một tính năng sẽ làm hài lòng những người chơi off-road khó tính. Xe còn được trang bị Trail Control tương tự như hệ thống ga tự động nhưng dành cho di chuyển off-road. Người lái chỉ cần cài đặt một tốc độ dưới 32 km/h và xe sẽ chủ động ga hoặc phanh trong khi người lái tập trung đánh lái để vượt qua các địa hình khó.